Chào mọi người đã đến với kênh CNT Shop. Trong clip này mình sẽ giới thiệu với mọi người mã firewall của Juniper là SRX340-SIS-JB. Thì đây là dòng firewall router và switching tích hợp, hay nó được gọi là gateway service của Juniper. Nó bao gồm trong một box thì nó bao gồm là security, firewall, routing, router và switching. Rất là nhiều tính năng. Và chúng ta cùng mở box ra xem trong box có những gì và phần cứng cũng như performance được thiết kế làm sao. Thì đây là dòng firewall mà dùng cho doanh nghiệp vừa trở nên của Juniper, được Juniper đóng gói rất là cẩn thận. Mình rất thích cái đóng gói của Juniper, được hai cái xốp nhựa rất chắc chắn, cứng chắc chắn, chịu va đập. Và trong firewall thì có sẵn một tờ giấy này, chứ là tờ giấy để chỉ ghi thôi, và hai cái dây console. Đối với Juniper thì vẫn còn dây console, một dây ban đầu chuẩn RJ45 và một dây là chuẩn mini USB, hai dây console và một dây nguồn bên trong. Dây nguồn đây là một cái kit, bộ rách bao kit và một dây nguồn nữa. Đấy là những cái mà đi kèm theo phần luôn. Mặt sau của thiết bị thì sẽ bao gồm là 4 quả. Quả này là đi liền với chassis, không tháo rời ra được, nhưng mà với 4 quạt này là đủ để dự phòng. Và hướng thổi gió của quạt là hút từ bên trong đẩy hơi nóng ra bên ngoài. Đấy. Còn có một chỗ cắm nguồn, thì đây là dòng gọi là dòng entry level, thế nên là chỉ có một nguồn, không có nguồn dự phòng. Còn đây là một cái slot để chúng ta có thể mở rộng thêm tối SSD cho firewall. Tức là chúng ta có thể nâng cấp thêm SSD, khe này để cắm SSD vào đây. Tức là chúng ta có thể nâng cấp thêm một storage, một SSD 120GB hoặc là 240GB cắm vào đây để tăng cái phần lưu trữ cho firewall. Chúng ta đi xem qua thiết kế mặt trước của firewall. Thì mặt trước sẽ có một nút công tắc nguồn, nút đen đen này là nút công tắc nguồn. Đấy. Khi chúng ta cắm nguồn vào, chúng ta phải bấm nút này. Thì bắt đầu là khi đấy thiết bị sẽ khởi động, sẽ hoạt động. Chúng ta có các cái đèn trạng thái về power, đèn trạng thái về alarm, đèn trạng thái về status, đèn trạng thái về HA, đèn trạng 4 đèn trạng thái cho 4 bốn cái card multi physical interface port và vào card màu pin, 4 cái card này. Đèn trạng thái thì sẽ có một cái nút ở đây, nút con đây là nút reset config. Tức là khi mà cái nút này thì chú ý là chúng ta phải dùng cả cái tua vít đầu rất là bé hoặc là cái quay tăng hoặc gì đấy, khi đang khởi động chúng ta hoặc là đang chạy chúng ta giữ trong vòng vài chục giây thì thiết bị sẽ restore về factory default. Đấy là cái nút reset. Có một cổng USB đằng trước. Cổng USB này có tác dụng như sau. Nếu chúng ta có một file cấu hình lưu trữ sẵn ở USB hoặc là file OS, Junote OS lưu trữ ở USB thì chúng ta có thể cắm USB vào đây và load file cấu hình vào trong thiết bị. Thiết bị nhận file cấu hình và chạy luôn theo các cái file cấu hình mà chúng ta đã soạn đằng trước. Hoặc là chúng ta dùng Junote ở trong USB để up lại Junote cho thiết bị. Và ngược lại, chúng ta muốn export tất cả các cái file log cũng như là monitor traffic gì đấy đang chạy ở trong thiết bị ra USB được. Và chúng ta cũng có thể export các cái file cấu hình, các cái file config đang chạy trên thiết bị hoặc là đang backup trên thiết bị ra
USB để làm mục đích là lưu trữ backup. Thì đấy là tác dụng của cái khe USB này. Có hai cổng console thiết kế rất đầy đủ, có cả cổng console RJ45, đây là cổng console RJ45 và cổng console mini USB, đây là cổng console mini USB. Hai cổng console này thì chúng ta có thể cắm hai chuẩn console, hai dây nội dây console để vào console cấu hình được thiết bị. Một cổng quản trị chuyên biệt MGMT thì mục đích của tất cả các thiết bị mạng, firewall hoặc là router đều có cả cổng thiết bị quản trị thiết bị riêng, mục đích để là nếu chúng ta có một mạng LAN campus hoặc là mạng của công ty thì chúng ta nên xây dựng một cái VLAN riêng để làm chuyên mục đích còn quản trị, thì chúng ta sẽ ép tất cả các cổng quản trị của tất cả các thiết bị vào VLAN đấy, và khi đấy chúng ta có thể đặt các cái policy security cho áp dụng riêng cho VLAN đấy, và cái traffic đi trong quản trị trong mạng thì tách biệt hoàn toàn với các traffic khác trong mạng, điều đấy mang đến cái tính bảo mật, tính an toàn cho mạng, cho hệ thống quản trị thiết bị. Có trên thiết bị có các có 8 cổng RJ45 đồng 1 gig, được đánh số từ 00 cho đến 07. Thì 8 cổng này cho phép chúng ta có thể sử dụng cấu hình hoặc là sử dụng là cổng layer 2, là cổng access, cổng layer 2 trunking link aggregation, hoặc là cổng layer 3 với sub interface. Chúng ta có thể sub cấu hình sub interface trên các cổng này, cũng như là routing, cũng như là filtering port gì đấy trên các cổng này đều được hết. Thì đây là cái cổng mà các cái cổng RJ45 rất là đa dụng. Chúng ta có thể làm switching, có thể làm routing hoặc có thể làm các mục đích khác trên các cái cổng này. Có 8 slot để cắm module quang 1 bit. Tổng cộng chúng ta sẽ có 8 cổng quang. Thì các cổng quang này chúng ta có thể cắm các cái module quang 1 bit, multi mode, single mode, hoặc là single mode 10 cây, 20 cây, 40 cây, 80 cây, thì tùy theo cái nhu cầu kết nối quang chúng ta là bao nhiêu, hoặc dây quang chúng ta là single mode hay multi mode, và chúng ta chọn module quang cho nó hợp lý, cho nó phù hợp. Và nếu như chúng ta trong trường hợp chúng ta cần thêm kết nối đồng RJ45 thì chúng ta có thể cắm module đồng vào đây để tăng thêm các cổng đồng ở đây. Thì đây là những cái mà flexible, module quang thì rất là flexible. Chúng ta có thể chọn module quang single mode, multi mode và RJ45. Và single mode thì chúng ta có thể chọn là các cái loại khoảng cách 10 cây, 20 cây, 40 cây hoặc là 80 cây hoặc 120 cây đều được hết. Và chúng ta chú ý là tất cả những cái slot này có chức năng tương đương với nhau và đều có thể sử dụng các module khác nhau, chạy cùng một lúc, chạy đồng thời đều được hết. Đấy. Không phải là tất cả phải cắm module qua single mode hoặc tất cả phải cắm module qua multi mode, là không phải. Chúng ta có thể khe này cắm single mode, khe này cắm multi mode và khe này cắm RJ với nhau đều được hết. Hoặc ngược lại. Và tất nhiên rồi thì tất cả các cái cổng này khi cắm một đun quang vào thì các bạn đều có thể set cái cổng đấy hoạt động ở layer 2 access port, hoặc layer 2 trunking port, hoặc layer 2 link aggregation port, hoặc là layer 3 port routing port đều được hết, hoặc là layer 3 vừa routing port lại vừa sub interface port đều được hết. Thì tùy theo cái mục đích sử dụng như thế nào chúng ta sẽ cắm một đun quang cũng như là cấu hình cái port đấy cho nó phù hợp với yêu cầu sử dụng của chúng ta. Trên thiết bị chassis thì chúng ta thấy sẽ thấy là có bốn slot để cắm các cái cạc mini physical interface port, gọi là MPIM mở rộng. Thì các cái cọc port MPIM mở rộng thì chúng ta có thể cắm có thể cho cung cấp cho chúng ta các cái giao diện như sau: là một port E1T1, một port ANL/VNL 2, một port serial, hoặc là một port 3G/4G LTE. Thì tùy theo cái yêu cầu kết nối, tùy theo cái giao diện, chúng ta có thể chọn các cái
cái cảng mà có các cái giao diện đấy. Ví dụ như là ở chi nhánh của bạn, bạn có một đường quan là đường của Viettel, VNPT. Bạn muốn backup một đường 4G, 5G bằng SIM thì bạn sẽ mua cái cạc là MPIM có một cái cổng 4G cắm vào đây. Thì lập tức là cắm SIM vào. Cái cổng đấy sẽ có một cái slot để cắm SIM vào. Thì bạn một lập tức là bạn sẽ có thêm một đường quan chạy bằng mạng 3G, 4G. Hoặc là chúng ta có thể đối với cái này thì đối với những cái ngành như là ngành an ninh quốc phòng, ngành điện vẫn dùng các cái truyền dẫn, phương thức truyền dẫn là serial hoặc là E1 T1, tức là đường thuê đường E1, đường T1 qua các cái trạm SCADA hoặc các cái phần điều khiển của các cái máy, cái trạm điện, các cái máy điều khiển ống cắt từ xa, điều khiển trạm monitor trạm từ xa, dùng cho smart grid, dùng cho lưới điện. Thì chúng ta có thể mua thêm cái cạc là một cổng E1 hoặc là một cổng T1. E1, T1 là trên một cạc luôn. Và chúng ta cắm vào đây thì khi đấy chúng ta hoàn toàn có thể có cái có connector để kết nối luồng E1, T1 vào, cũng như là luồng serial vào. Thì tùy theo cái nhu cầu sử dụng của bạn là gì, bạn có thể order cái MPIM cho nó phù hợp. Đi qua về chút về phần cứng, tính năng cũng như là cấu hình của năng lực của thiết bị, thì thiết bị được trang bị là RAM 4GB, flash 8GB, space full firewall của thiết bị lên đến 3GB, IPsec VPN sẽ có thể cấu hình được là 200 đường, routing table size đối với cả IPv4 và IPv6 1 triệu, rất là mạnh, rất là nhiều. Concurrent connection, concurrent section sẽ là 256.000 concurrent connection trên một đồng thời. Connection per second, tức là cái new connection ấy, trên một giây sẽ là 10.000. Còn security zone sẽ là 64, virtual router sẽ là 64. Mà mình giải thích một chút về security zone và virtual router. Quan điểm thiết kế mạng của Juniper hoặc là của các hãng khác cũng vậy, bây giờ sẽ hướng đến cái việc là một hạ tầng mạng sẽ dành cho rất nhiều mục đích sử dụng khác nhau, nó gọi là intent based hoặc là content based networking, tức là các cái mạng xây dựng phần cứng hạ tầng sẽ dùng cho phát triển trước mắt và sẽ dùng trong tương lai. Thì trước mắt cũng như tương lai thì sẽ yêu cầu có những cái dịch vụ, có những cái ứng dụng, có những cái hệ thống mà không biết trước được. Đấy, bây giờ đúng là không biết trước được, bùng nổ về mặt traffic, bùng nổ về mặt dữ liệu. Thì cái việc mà phân chia mạng vật lý thành các cái mạng logic khác nhau cũng như là các cái thiết bị logic khác nhau là rất là cần thiết. Bởi vậy đối với Juniper thì cái thiết bị gateway này các bạn có thể phân từ một thiết bị vật lý này, các bạn có thể chia thành 64 router cũng như là 64 cái con firewall khác nhau, cũng có routing table riêng, có bảng MAC address table riêng, cũng như là có cái bảng có các cái chính sách security policy riêng khác nhau hoàn toàn. Đấy. Cái việc mà cho phép phân chia thành nhiều router, thành nhiều firewall ảo để cho các bạn flexible trong cái việc mà cho phép triển khai đa dịch vụ, đa ứng dụng trên cùng một hệ thống mạng, đó là cái việc và quan điểm thiết kế của Juniper như vậy. Và để, vì là cái này là service gateway thì nó hỗ trợ đầy đủ tính năng routing layer 3 như là các giao thức như là static route zip hoặc là OSPF version 2.3 BGP. BGP ở đây ấy, nó cho phép create luôn cả là router reflector luôn, hỗ trợ IFS, Multicast, IGMP version 1.2.3 và hỗ trợ luôn cái việc là policy based routing hoặc soap based routing, hỗ trợ đủ các loại đóng gói
encapsulation như là point to point for link delay hoặc multi link for link delay hoặc là HDLC multi link point to point hoặc là PPoE coi cả PPoE thì khi các bạn kết nối cái cảng HDL đây VDSL đây thì chúng ta cần quay PPoE đến nhà mạng xác thực để mở lại link thì đây là một cái thiết bị mà rất phù hợp cho các chi nhánh, cho các văn phòng cũng như là cho các cái chi nhánh cũng chi nhánh hoặc là cái văn phòng ở mức khu vực của một tập đoàn, của một công ty và nó thực sự là đa dụng ở chỗ là cung cấp cho chúng ta security firewall security ở mức layer 3 cũng như là khi mà chúng ta cần nâng cấp lên các cái phần UTM tức là các cái tính năng firewall ở mức cao hơn, mức application thì chúng ta phải mua thêm các cái gói subscription UTM Unified Threat Management UTM thì khi đấy có những cái gói mà 1 năm, 2 năm, 3 năm hoặc là 5 năm thì khi mà chúng ta mua các cái chức năng là UTM ấy, thì nó sẽ có thêm các cái tính năng như là antivirus, anti-spam, IPS, web filtering hoặc là những cái tính năng phân tích sâu gói tin thì tùy theo cái nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp chúng ta có thể mua thêm các cái gói subscription và cũng một lưu ý là khi các bạn đã mua gói subscription ví dụ như gói subscription trong một năm chẳng hạn thì bây giờ mua thì bằng giờ năm sau các bạn sẽ phải trước đấy một tháng hết hạn thì các bạn sẽ phải chuẩn bị mua thêm renew license chứ không nếu mà không mua renew license ấy, thì nó sẽ bị bắt hết tức là nó bị hết ví dụ như bây giờ mà hết hạn mà 2-3 tháng sau bạn đi mua tiếp ấy, thì cái gói subscription đấy sẽ tính được vẫn tính tháng này tự nhiên bạn sẽ phải trả tiền 1-2 tháng sử dụng 1-2 tháng mà không được sử dụng thì đấy là những cái chú ý trong kho của CNT Shop luôn sẵn mã service gateway này thế nên là các bạn nếu mà có nhu cầu sử dụng có nhu cầu về tư vấn gì thì hãy liên hệ ngay chúng tôi để được chúng tôi giải đáp nhanh nhất đơn giản tốt nhất nếu mà thấy clip có tác dụng với bạn hãy subscribe like share để xem thêm các cái thông tin khác về các thiết bị khác. Cảm ơn và hẹn gặp lại.